Hello lôi <laughs> ok xin chào anh em đã quay trở lại với bình luận viên diaki lại quên bật mic, ok thì uh, hôm qua thì mình đã có phân tích cũng như là reaction uh, một số các cái highlight của ba đội tuyển brazil đó là đội uh, made in brazil rồi uh, lao và đội uh, uh, gì nhỉ, quên tên này. magic squad đến từ brazil thì uh, chúng ta cũng đã biết sơ sơ là bên brazil rất là mạnh cái độ chơi rất là tự tin các bạn bảo là tiếp theo thì phân tích các đội Thái Lan đi thì tôi mới nghĩ là Thái Lan thì kiểu gì chả vô địch cần gì phải phân tích <laughs> đùa thôi. Tất nhiên chúng ta sẽ cần phải xem một chút xem là ba đại diện của Thái Lan năm nay thì sẽ là ba đại diện nào. Năm nay thì Thái Lan cũng sẽ có những cái luồng gió mới ở trong những đại diện của mình. Chúng ta có Buriram United Esport là đội đương kim vô địch, họ cũng là nhà đương kim vô địch thế giới họ sẽ quay trở lại với giải đấu lần này, à, giải FIFA World Series 2023 này để có thể gọi là bảo vệ ngôi vương của mình Tiếp theo thì chúng ta có đó là CGGG Một uh, đội đã từng rất mạnh ở trong giai đoạn 2020-2021 Nhưng mà sau một khoảng thời gian nó bị vắng mặt ở các giải quốc tế Thì bây giờ CG đã quay trở lại Đội này thì uh, bên Thái thấy đọc là CG thôi Đấy, hoặc từ dù họ có 3 chữ G Nhưng mà tôi thấy họ chỉ đọc là CG thôi Đấy, CGGG CGGG Tôi không biết là CGGG này viết tắt của cái gì Đấy, tôi đi tìm hiểu Nhưng mà hình như nó là một tiếng gì đấy bên Thái Họ viết lại như vậy Tiếp theo thì chúng ta sẽ có đội thứ ba ở Thái đó là XP Sport thì họ sử dụng lại đội hình cũ của nick Galaxy. Thật ra thì ngày xưa thì họ vẫn là XP Sport. Đấy, sau đó thì họ được nick Galaxy đầu tư. Đấy thì họ lấy tên nick Galaxy nhưng mà đợt vừa rồi thì nick Galaxy họ đã ao khỏi cái lĩnh vực FIFA này ở bên Thái thế nên là họ quyết định là có lấy lại cái tên cũ là XP. Đấy thì SP này thì là một trong những đội mà cũng cũng có cái mối quan hệ rất là tốt với cả các đội Việt Nam đặc biệt là với team Flash tôi thấy là quản lý bên SP chơi khá thân với ở bên quản lý team Flash nhớ như vậy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem là những cái pha xử lý đến từ những đội mạnh nhất của Thái Lan. Đấy và chúng ta sẽ được xem là sức mạnh của Thái Lan như thế nào. Một số bạn bảo là một số bạn thì uh, có bảo là uh, cái gì nhỉ là các đội Việt Nam bây giờ xử lý cũng ngang với Thái Lan rồi thì uh, các đội Việt Nam mình không có dở uh, chỉ thua các đội Thái Lan uh, về mặt tâm lý thôi đấy thì cái này là trích dẫn từ một cái câu của phỏng vấn trả lời NERO trả lời phỏng vấn nhưng mà nói thật là PSOT NERO đó thì bạn ấy cũng gọi là trả lời phỏng vấn gọi là 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 có tính chất cảm tính chủ quan cá nhân đấy right. thì uh, chúng ta xem là liệu rằng là chúng ta uh, so với cả Thái Lan thì trình độ xử lý của Thái Lan nó như nào nha Ok đầu tiên thì đó là cái này là cái highlight tuần thứ bảy của giải FFPL ở bên kênh của Thái Lan hy vọng là không bị đánh bản quyền <laughs> Ok và tình huống bắn đến từ skill mùa này thì CG họ có một cái ủi uh, bắn nó bắn bao bảy mượt tay thế nhỉ nhảy nhảy bắn bắn bên này có cái trò nhảy nhảy bắn bắn rất mượt tay nhá Đấy, tiếp theo, theo đây là Bru đây là Bru Wasana người thay thế ở vị trí của The Cruise huyền thoại và Wasana ta đẩy lên và bắn rất tốt tới vị trí Wasana bắn găm vào vị trí One More không bị lệch tâm sang người khác xử lý rất nhanh đấy và, và tôi cảm giác như là những thành viên tới từ Buriram hay đến từ các đội của Thái Lan này họ luôn biết được vị trí đối phương ở đâu đây là Jam nhưng mà năm nay Attack All Around họ cũng phải ở nhà Attack All Around cùng với cả Yarena e hôm nay họ sẽ phải ở nhà Và đây là vị trí của Jam những cái thành viên của Thái Lan này cái sự tự tin của họ trong pha giao tranh rất, là rất cao tức là bên Thái này cái khả năng độc lập tác chiến của họ rất là tốt tức là họ không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào chuyện là đồng đội di chuyển mà tự cả team họ biết di chuyển thế nào cho hợp lý đấy Đây là vị trí răm một người cũng đã gây rất nhiều sự kinh hoàng cho đội Việt Nam tốt nha và di chuyển rất là hợp lý Năm nay bên Thái có đội Avida cũng khá là mạnh nhưng mà họ cũng không giành được suất đến với chung kết thế giới. Ở vị trí Ram này thi đấu rất là ổn. Bắn tốt quá. Và bắn rất ok luôn. Cái khả năng cao vỡ của họ lại là Buru. Lại là Buru tấn công ở Jazz Academy. Ta xem tình huống mà họ ném liệu. Ném liệu. Ui! Phải cả hôm nay ném liệu qua cái khe ạ. Vãi trưởng mẹ ném liệu quay khe Ảo thật đấy Hạ còn vị trí của Zerus Đó thì ông mình ném liệu qua cái khe ạ ném liệu rất là khéo nhá Ném liệu đúng qua cái khe mà tôi đang để cái con chuột vào Ôi, ôi ném liệu khéo thật đấy Đấy ném liệu này à, Lọt qua cái khe Lọt qua cái khe Ý, Ăn luôn Và đội số 8 là Israel Họ phải nằm xuống à, Cái tình huống này bị lặp à và ông, ông nào bên Thái edit cái highlight này còn lặp cả tình huống Chịu đấy. Ném rất tốt, ném rất tốt tới vị trí của Joina. Đội hình của họ thì vẫn là Wasana, Moshi, Oredi và Joina thôi. Đội hình rất là mạnh. Đội hình này không thể chê vào đâu được. Tất cả thành viên đều biết bắn xa, đều biết bắn tỉa và tất cả thành viên đều có thể chơi cận chiến, kể cả vị trí Mushi. Ui, bắn m 79 lọt khe, không vào tường luôn. Tốt quá tốc độ xử lý trong pha giao tranh của người Thái này rất là nhanh cái này edit uh, highlight còn chả có uh, edit highlight còn chả có uh, tiếng chả có nhạc chả có gì lại Attack All round. <laughs> này phải nói là Thái này bắn uh, xử lý là hết nước chấm rồi cái cái quan trọng là trong giao tranh các tuyển thủ ở bên Thái họ di chuyển rất linh hoạt họ gần như là không 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 có góc chết nào đối với người Thái cả những em thủ ở Thái họ biết là kiểm soát cái vòng bo nó như thế nào và họ biết làm sao mà có thể gọi là đẩy đội hình lên mà vẫn bảo toàn được người nói chung là cái khả năng chết cái khả năng bị chết lẻ người Thái lại rất ít khi xảy ra họ ném liệu toàn là thần thánh bút liệu Joina là người chơi mà anh ta mang kỹ năng bên Thái này thì uh, chơi khá giống Meta ở Việt Nam tức là cũng là Tatsuya cũng là Tatsuya này cũng là Shani Tatsuya Shani Kỹ năng giáp của shiny đúng không rồi kỹ năng ném liệu của alvaro bắn dính nhá rồi na xử lý bắn rất dính trong tình huống rồi bay nhảy thế này trong giao tranh bọn này bay nhảy rất ghê nhá Rồi đây là ea limit năm nay không có Yarena cũng hơi tiếc liệu có một số có limit bộ đôi limit và sát up giới hạn và câm mồm đấy bộ đôi này xử lý súng bắn tỉa rất tốt mà đây cái 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 khả năng bắn tỉa như này nó gọi là cơ bản của các tuyển thủ thái lan đây có cái trò vừa nhảy vừa bắn ạ à? trời ơi Bài trưởng bây giờ có trò vừa nhảy vừa bắn ghê vậy kỹ năng mới à vâng vừa nhảy vừa bắn ạ à? ghê thật sự quá ghê đây là lúc của cg ông này thì hay thi đấu dự bị bộ đôi đội này thì có cost skill on fire one more và peter thường xuyên bắn chính à, ui deal này à cái tình huống này là tình huống mà bên Ghana có lôi ra để phân tích cái này, tình huống mà điều anh ta bắn tỉa rất ghê luôn, <laughs> bắn đùa xử lý rất gọn gàng nha, tức là nó bắn phát nào nó chắc cú phát đấy, nó bắn nó như kiểu là là, là, là nó gắn gắn máy vào tay nó phải là người bình thường nữa này lìa tầm lìa một phát rất là nhanh, Đây, sau sau cái tình huống của lúc này chúng ta sẽ lìa phát vào đầu này đấy nhảy nhảy vào cạnh của cái keo xong rồi đu qua trời ơi này Làm sao các bạn có thể xử lý chính xác đấy như thế này được Nhảy, nhảy vào cái cạnh của cái keo này Đấy, xong rồi đu qua Các bạn, tức là liên hai tình huống di chuyển khó Các bạn nhảy vào cạnh của cái keo Xong rồi nhảy lên để đu qua mái nhà Hạ của vị trí là yogurt. Đến từ top star Xong đu xuống dưới nhà trong, trong lúc đang đu xuống phát hiện ra vị trí của TS Nonny Bắn không TS Nonny Ảo thật đấy Đấy, bắn ảo nhờ Xong rồi lúc đó stop hạ gần vị trí Koga Đội hình của họ thì vẫn như uh, trước thôi Caramel, Dew, Stop Và X Expansion Expansion là huấn luyện viên Expansion vừa là bắn vừa là huấn luyện viên Expansion thì chơi tương đối lâu rồi Ghê thật đấy, ông là bắn ghê thật Tức là công thủ toàn diện Tầm xa tầm gần chơi được hết Liệu liếc thứ mình chơi được hết Dew này thì lấy bộ kỹ năng là Dimitri Dimitri, Dimitri cộng thêm với cả uh, Sonia thêm với Moco toàn bộ kỹ năng và kỹ năng của Nairi đây là kỹ năng thiên về phòng ngự bản thế này thì đúng là mang kỹ năng gì quan trọng gì nữa bắn nhảy nhảy cái nhảy nhảy, nhảy nhảy chết luôn ạ và à, mình cầm hai súng tỉa nhưng mà vẫn chơi cận chiến bình thường đây cầm hai súng tỉa mình vẫn chơi cận chiến bình thường thế này thì ai 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 chơi lại các bạn ạ bắn quá ghê luôn những cái tình huống cuối cùng của Dew xử lý nó quá là mượt đó. chơi nó quá mượt mắt Uh, hôm trước ấy thì uh, lúc mà tôi uh, có đăng một cái post uh, lên facebook ấy thì Thái Sơn của team HQ cũ đấy có vào bảo là tức là tức là stream uh, tức là sniper hàng đầu Việt Nam rồi sniper thuộc hàng top của Việt Nam từ trước đến giờ rồi thì Thái Sơn bảo là Thái người Thái Lan thực sự ấy họ hơn mình hai bậc đấy, hơn mình hai bậc tức là chúng ta lên một bậc thì là bằng Thái Lan trước đây và chúng ta bây giờ phải lên thêm một bậc nữa thì mới bằng Thái Lan hiện tại tức là không phải chúng ta thua Thái Lan một bậc đâu mà chúng ta thua Thái Lan hai bậc các bạn nhìn thấy cái tình huống xử lý của như thế này và mấy hôm nữa thì các đội Việt Nam chúng ta sẽ phải đối đầu với Diu đối đầu với một cái người chơi mà anh ta quá linh hoạt tức là cái cái khoảng cái anh ta quan sát tất cả mọi thứ nó nằm trong tầm mắt và anh ta kiểu mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát tức là anh ta đã biết được tất cả vị trí đối phương ở đâu di chuyển rất là mượt thôi Roman chạy và chết ngay trên ngay Không một cửa bật Không một cửa bật dành cho vị trí của TS Mà cái team TS Team Top Star này cũng là một team rất mạnh Cái team này vứt ở VFL Cũng phải đứng tầm top 4, top 5 Top, top 3, top 4 ở trong VFL Và tình huống này thì thôi Bắn chúng à, Đánh dấu vào vị trí Amin à, Anh ta trước đó nhưng anh ta chưa bắn chúng ở vị trí Amin thì phải Không biết là anh ta có dấu Amin hay chưa Chắc, à, chắc là có dấu đồng đội rồi Thấy mất 35 máu Chắc là bị giấu từ đồng đội rồi Đấy à, nhưng mà bắn thế này thì ghê quá bắn thế này thì ghê quá bắn thế này thì đúng là không thể nào mà chê vào đâu được người thái quá khủng khiếp ở trong cái con game này đây là wasana tình huống anh ta đi săn vào vị trí của team aden gamer team này thì yếu thôi team này top 20 mươi bên thái lệch cái bắn trúng ngay đây là những tình huống xử lý đến từ wasana người chơi ở vị trí tanker hạ à, rồi vị trí cobra chơi rất mượt Chạy qua chạy lại quá mượt luôn Lách qua tình huống bắn đối phương Ui rồi điêu Bắn bun jam Bun jam của FW Bây giờ mùa này thì FW của bên Thái khá là gãy Thậm chí họ không được tham gia chung kết Bắn luôn cả Moshi Đây là một tình huống đấu 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 tỉa Vỡ đầu vị trí Moshi Bắn quá ghê Quá ghê đội bắn dê Bắn thế này thì sao chơi Ui một phát đít của Vasana đây là vị trí điều điều bắn vẫn quá hay Vâng, à, Điều quá hay Hôm nay thì Joina đẩy tới Joina đẩy tới Joina tiến vào Ui rồi ôi Nó bắn như thế này thì 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 Thậm chí là anh ta Thậm chí là cái khoảng này mình còn đang cảm giác Anh ta không thể nào mà cắt vào vị trí của điều à, và vị trí của Joina được Bắn này bắn phát vào Joina này Joina lướt qua này Anh ta bắn mà chúng ta còn không kịp nhìn thấy Joina đang ở đâu Bắn này thì ảo quá Bắn này thì ảo quá rồi Bắn này thì ảo Makada quá rồi Tức là anh ta thông hiểu được cái cách làm sao mà con game FIFA này vận hành Joyna lướt qua Nhảy này Joyna bắt đầu nhảy và tấn công một vị trí của rồi na cầm Trogon và bắn thì Dew mất đi lượng giáp thường À đây anh ta bắn nó phát trúng đầu gối nên vị trí của Rồi luôn Quá ghê Đâu đó mọi thứ xảy ra vào khoảng 0,3 giây, 0,5 giây gì đó Quá nhanh Điêu bắn trả lại với cậu cho con Đây là điêu bắn nhau với anh Long Con Anh Long Con của FW Tình huống này là anh Long Con đứng ở giữa đường rồi Chết chắc Đây là EA EA có vẻ như là vòng bảng của bắn khá cháy Nhưng mà đến chung kết thì hơi a à đuổi Limit để bắn cũng limit luôn Bắn quá là limit <laughs> Quá ghê thế cái người Thái này họ bắn xuống tỉa sao nó lại ghê thế nhỉ? các tuyển thủ thái này, bắn súng tỉa nó ở cái tầm anh em ạ, bắn súng tỉa ở cái tầm rồi, bắn này thì chịu rồi, bắn này thì đúng là không còn gì để mà phân tích cái bắn này, tôi phải nói với anh em là hết nước chấm, chấm phát hết nữa. sẽ cái này, cái này lại có tiếng lồng tiếng, có cái này mờ thế, cái này là đợt vào bắn mid season, này hơi 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 mờ, đây chắc là cắt ra từ livestream, cắt từ từ livestream, phú phú pu na, phú na, phú na và đây là tình huống giao tranh giữa Pool Cái này mờ quá Sao lại có thể cắt được một cái đoạn highlight mà nó mờ đến như vậy Quá mờ quá mờ Mờ quá anh em Quá mờ Mờ quá khó khó xem đây Vỡ hình hết rồi Vỡ hình hết à, Đợt trước như họ sản xuất highlight nó chưa được chuẩn chỉnh nó làm em ạ mà họ toàn cắt lại từ livestream thôi. Đây là kết hai Kết 2 đến The Bru hết 2 này thường hay bắn dự bị Đôi khi vào Nhưng mà nói chung là đội này thì họ thay ra thay vào là chuyện bình thường Không 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 có gì đặc biệt lắm với chuyện mà ông nào bắn tốt Mà các bạn là họ bắn cho gòn rất dính Bắn cho gòn rất dính Chứ mà các tình huống xử lý của người Thái là gọn gàng Họ không có nhiều tình huống xử lý bị lỗi Có cái tình huống này em nãy vừa nhìn vừa xem xong hay sao nhỉ Tình huống này em nãy vừa xem xong sao đây là vị trí của moshi bru đẩy vào vị trí của team uh, the bờ này là team dead dead uh, dreamboo dreamboo wasana đẩy qua wasana luôn là người mở góc cho đồng đội mình chơi này đấy và nhưng mà wasana anh ta qua anh ta cũng chết nhưng mà được kết hai cứu rồi dồn ba người của địch vào trong một chỗ khóa chiêu khóa chiêu rồi và tiếp tục đẩy vào một tình huống kẹp rất tốt đấy các bạn thấy nào cái người Thái họ chơi nó rất là đồng bộ lao lên là cùng lao lên và lùi xuống thì nó là cùng lùi xuống cái kênh này nó là kênh FIFA eSports Thái Lan này anh em có thể qua cái kênh này để anh em tham khảo uh, anh em tham khảo người Thái họ chơi nhá nói chơi ở bên này kênh này thì ta nó không có nhiều content cho lắm thật sự kênh này nó không có nhiều content cho lắm nhưng mà nhưng mà người Thái họ, họ họ họ, bên Thái họ ít sản xuất content chắc là nội dung của họ nó cũng không có nhiều cái kiểu họ cũng bá quá rồi bá quá phải bá những con cá tức là suốt từ đợt 3 tháng trước từ đợt từ fifa cs tức là giải class squad này rồi đến giải uh, final này họ cũng không làm nhiều cái, cái 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 highlight cho lắm đấy họ không làm nhiều mãi thời gian gần đây thì họ mới tòi ra được một vài cái họ mới tòi ra được một vài cái thôi tại vì thực ra giải thái nó quá bá và đến giải đấu thì chúng bạn sẽ được thấy sự bá là người thái thế là bảo là bây giờ phân tích nội thái không có gì phân tích cả kỹ năng của họ nó đạt được cái tầm gọi là đội là thần thánh rồi, kỹ năng quá thần thánh rồi. Thế nên ra chúng ta nhìn những tình huống xử lý của điều mấy ông nữa nhìn kiểu mấy ông mấy các đội Việt Nam chúng ta mà phải bắn với Thái thực sự là lo đấy thực sự là lo lắng lo lắng lắng lo dành cho các đội Việt Nam thì rõ ràng là là chúng ta cũng sẽ phải thấy rằng là đội của của Thái Lan họ có cho mình một cái sự tự tin cao thứ nhất là họ có đối với mình sự tự tin cao cái thứ hai nữa là họ có đối với mình đó là một cái 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 ngoài sự tự tin cao thì còn có đối với mình đó là cái kỹ năng vượt trội Đấy, chiến thuật thì không không nói làm gì rồi Tại vì thực ra chiến thuật đối với người Thái thì những cái bài mà chạy bo chạy biết từ với họ nó quá căn bản Đấy, chống lại người Thái chỉ có cách là chúng ta phải làm sao chúng ta phải vượt qua họ về meta chúng ta phải hiểu meta hơn so với người Thái và chúng ta phải được cọ sát với người Thái nhiều hơn Đấy, trong giải đấu chúng ta phải cọ sát với Thái Lan nhiều hơn để cho ta có thể nâng cao trình độ. chứ còn bảo là ví dụ như bây giờ các bạn tôi thấy ở trên các page của Việt Nam cứ gáy gáy cứ gáy gáy là là cứ gáy gáy là gì nhỉ là các em thủ Việt Nam là đạt đến trình ngang với Thái nọ kia tôi nghĩ là chắc là chưa đâu, tôi nghĩ chắc là chưa đâu, tôi nghĩ chắc là câu câu chuyện nó chưa chưa thể nào mà chúng ta có thể gọi là làm được, chúng ta có thể làm được như là người Thái ở à đây cái này hình như là cái highlight của hôm chung kết rồi phải highlight của trận chung kết rồi phải và một pha giao tranh giữa Bru và CZ đấy là một ngày thi đấu rất cháy với các đội tuyển đây là hôm Grand Final nếu tôi nhớ không nhầm đây là một ngày thi đấu mà cả CZ cùng với Bru họ thi đấu với nhau rất tốt thực sự như vậy bơm liệu rất đều tay bắn luôn Tức là trước là những cái tình huống mà họ bắn nó không nó không do dự quá nhiều và họ tập trung vào cái bước chân tập trung vào cái bước chân di chuyển rất là nhiều quá ghê cái này là hôm vô địch kìa. Đấy, đây là Barcelona và Amin Bắn cứ gọi là cho con đội này thì thực ra thì lối chơi ở Việt Nam và Thái khá giống nhau Meta rồi cách sử dụng kỹ năng khá giống nhau Dimitri, Tatsuya rồi các kiểu nó không giống như bên Brazil Brazil thì vẫn còn dùng Skyler Brazil thì vẫn còn dùng Skyler với là Chrono Khá khác nhau thì chúng ta cũng đợi đến chung kết thế giới này thì xem là cái 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 meta của bên nào thì nó sẽ là hợp lý meta ở bên nào nó sẽ là cái mà mà tạo ra sự khác biệt thì đầu rất hay toàn dồn đối phương ở trong góc chết thôi toàn dồn đối phương ở góc chết thôi hiểu vô địch cũng xứng đáng ok buriram united evos buriram united evos Nhưng mà hình như lần này thì không thấy có chữ evos nữa thì không biết là đến chung kết thế giới này còn chữ evos hay không hay là họ đã 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 ấy rồi hay là họ đã không còn hợp tác với evos nữa ok thì đó là sức mạnh đến từ các đội Thái Lan Đấy, mà chúng ta ngó qua qua tạm thấy là CG à, rồi XP XP có New để CG thì có On Fire One More rồi Bru thì Wasana Moshi các kiểu à, quá ghê quá ghê à, thôi rồi sang trận đấy là đủ rồi bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo chắc là video tiếp theo thì mình sẽ phân tích các đội Indo đi